Thưa quý vị và các bạn, lũy tích đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 310 ca mắc các bệnh tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, sốt xuất huyết. Ngành y tế dự báo, nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm này trong thời gian tới rất lớn, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống một số dịch bệnh truyền nhiễm. Khoảng cuối tháng 5 đến nay, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng hơn so với các tháng đầu năm và tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những tháng giao mùa đây thì tại bệnh viện các cái bệnh lý truyền nhiễm tăng lên theo cái tỷ lệ cũng tương đối là bắt đầu có dấu hiệu báo động. Ví dụ như các bệnh thường gặp mà có thể phòng chống được hiệu quả như là sốt xuất huyết thì đã tăng lên khoảng 30% so với cùng thời điểm này của năm ngoái. Bệnh tay chân miệng thì tăng khoảng 40% và cái bệnh về thủy đậu thì tăng tới đặc biệt là tới 50%. Một số bệnh về tiêu hóa cũng như các bệnh hô hấp như viêm long hô hấp do siêu vi v.v. thì cũng đều tăng so với cái cùng kỳ thời điểm năm ngoái. Trong hơn 310 ca mắc bệnh truyền nhiễm ghi nhận trong 5 tháng đầu năm 2024, có 3 ca mắc bệnh tay chân miệng, 93 ca mắc bệnh thủy đậu, 11 ca mắc bệnh quai bị, 107 ca mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm trước, bệnh quai bị tăng 80 ca, bệnh sốt xuất huyết tăng 74 ca. Ngành y tế dự báo, thời tiết mưa nắng đan xen là thời điểm nhiều vi sinh vật cũng như các tác nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh mẽ. Do vậy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm rất lớn. Chính vì vậy, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường gia quân tổng dọn vệ sinh môi trường để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Trong đó, tập trung diệt loang quang, diệt mũi để ngăn ngừa bùng phát dịch sốt xuất huyết. Vệ sinh môi trường cũng như là vệ sinh cá nhân đã đóng một vai trò rất là quan trọng. Bởi vì những cái nguồn bệnh này nó phát xuất chủ yếu là từ con người. Mà con người là đâu? Con người là ở trên da, trên thịt, trên tóc, trên các cái nguồn nước, trên những cái đồ dùng, những cái nước thải mà không vệ sinh. Ví dụ như nước không tốt thì sinh ra bệnh đường tiêu chảy, có thể là bệnh tả, rồi có thể là nơi sinh sản ra là tăng quăng bụi sốt xuất huyết. Vấn đề cá nhân thì phải thường xuyên tắm rửa, bảo đảm sạch sẽ để cho vi khuẩn nó không có cơ hội nó phát triển trên cơ thể con người cũng trên môi trường. Như vậy bảo vệ tốt môi trường đó chính là chúng ta loại bỏ được các cái mầm bệnh có nguy cơ phát triển và các côn trùng không có cái ổ chứa để mà nó phát triển cái bệnh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh, ông Trần Tuấn Thép thường xuyên vệ sinh xung quanh nhà cửa, đặc biệt vào mùa mưa. Ông luôn chú ý loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước để diệt trừ loang quang, hạn chế muỗi phát sinh. Ở Tây Nguyên thì cứ đến mùa mưa là bắt đầu muỗi phát triển rất mạnh, cho nên là trong cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông các cái cống rãnh và thu gom các cái vật dụng chứa nước ngoài trời để làm sao không có nước tồn đọng lại, tránh cho muỗi phát triển và tăng cường cái giải pháp là diệt muỗi và diệt loang quang bọ gậy. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế đã ban hành nhiều kế hoạch công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh như kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024, kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Công văn tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Trên cơ sở đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai các đợt gia quân vệ sinh môi trường để chủ động phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh duy trì công tác gia quân tổng dọn vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tinh thần dọn vệ sinh trong thôn là rất tốt. Bà con hàng tháng là dọn vệ sinh từ trong nhà cho đến ra đến các đường của nông thôn, của thôn. Bảo vệ sức khỏe của người dân để được cán bộ trạm là phổ biến trực tiếp tới từng hộ gia đình. Thì cho nên là tinh thần là bà con nhân dân là phòng chống muỗi của thôn là tốt. Trong thời gian này thì trạm y tế đã tăng cường công tác tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã
chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là ban dân chín thôn trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đã hướng dẫn cho nhân dân, thứ nhất là làm công tác diệt bọ gậy lăng quăng để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra thì hướng dẫn và tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện các biện pháp rửa tay bằng xà phòng, cũng như thế là nhà cửa luôn luôn phải sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum tập trung triển khai các giải pháp như theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông, tư vấn cho người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, đơn vị chú trọng tham mưu cho cấp trên chỉ đạo các xã phường tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Kon Tum cơ bản ổn định. Đến cái thời điểm ngày 17 tháng 6 2024 thì Trung tâm Y tế thành phố đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố rồi ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người đã triển khai được là 241 đợt tổ chức cái chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó thì nhân cái ngày môi trường thế giới là ngày 5 tháng 6 2024 thì trung tâm cũng đã ban hành và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo trạm y tế tham mưu tích cực cho ủy ban dân xã phường đẩy mạnh công tác tổng dọn vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy. Thời điểm này trên địa bàn tỉnh một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng. Do vậy, ngành y tế và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang chú trọng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 20.080 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 2,8% số ca mắc ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên. Để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng ở trẻ em, ngành y tế đang đẩy mạnh công tác thông tin, cảnh báo về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người dân biện pháp phòng chống. Một bộ phận người dân, nhất là những gia đình có trẻ em, đã ý thức vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh cho con em mình. Hiện nay trên cả nước đang phát cái dịch chân tay miệng và dịch sốt xuất huyết. Đây là một cái dịch bệnh xuất phát từ virus gây nên. Vì vậy là đối với gia đình chúng tôi, đặc biệt là có trẻ nhỏ, do vậy là chúng tôi phải chú trọng đến cái công tác vệ sinh phòng dịch. Thứ nhất là phải hiểu được về cái nguyên nhân của bệnh nó gây ra, bắt nguồn từ virus. Vì vậy là chúng tôi phải làm cái công tác vệ sinh thật chặt. Ví dụ như là phải phát dọn xung quanh nhà cửa để diệt loang quăng bọ gậy, không gây lên cái sốt xuất huyết. Về cái bệnh chân tay miệng của trẻ em á, thì phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và nấu ăn chín uống sôi, cũng như là đảm bảo cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc phòng chống bệnh truyền nhiễm giúp cho cá nhân ngăn ngừa bệnh và tránh các tổn hại do bệnh nhiễm trùng gây ra, đồng thời ngăn chặn việc lây truyền và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh nói chung và để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, toàn ngành y tế đã tập trung vào một số cái giải pháp cụ thể như là theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thường xuyên phân tích, đánh giá dự báo tình hình dịch, cũng như là chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo công tác y tế với mọi tình huống có thể xảy ra. Thứ hai là rà soát, cập nhật, triển khai kịp thời các hướng dẫn chuyên môn về giám sát phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nếu không chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm, cá nhân hay cộng đồng có thể đối mặt với di chứng bệnh tật nghiêm trọng và nguy cơ tử vong khuyến cáo của ngành y tế. Những phương pháp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm rất đơn giản, gồm thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo vệ sinh cá nhân và khu vực sinh sống, xây dựng lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ và cập nhật kiến thức phòng bệnh thường xuyên. Nếu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, hãy đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất để được các y bác sĩ hỗ trợ chẩn đoán và lên phác đồ điều trị.